Hai các bạn, rất xin lỗi các bạn là hôm nay lại bắt đầu cái chương trình live hơi muộn một chút xíu. Hôm nay Hương sẽ tiếp tục cái phần live về cái nội dung hóa đơn như là đã hứa với cả các bạn. Và đối với cả cái phần lần này của chúng ta thì Hương sẽ giới thiệu với cả các bạn là có một số nội dung như thế này. Cái thứ nhất đó là về những cái hóa đơn mà cần thiết là phải điều chỉnh thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Cái thứ hai là một số các vấn đề liên quan đến việc là xử lý khi chúng ta có những cái sai sót vi phạm về mặt hóa đơn. Thứ ba là một số các tình huống, đặc biệt lần trước chúng ta đã nói một số tình huống rồi thì hôm nay Hương cũng sẽ trao đổi thêm với cả các bạn vài ba tình huống nữa. Và đặc biệt là có một số các bạn sau cái buổi live cái hôm 19, 18 tháng 9 thì có gửi một số các câu hỏi. Thì trong đó có các câu hỏi Hương đã đưa vào cái phần trao đổi. Và một số câu hỏi thì Hương sẽ trả lời luôn ở đây, bởi vì nó thật sự là cũng rất là ngại ngồi đánh máy trả lời từng câu một, nên là các bạn có câu hỏi thì chú ý theo dõi ở cái đoạn cuối này thì Hương sẽ xin trả lời cho các bạn. Và cuối cùng thì xin phép các bạn là lại cho 1 2 phút quảng cáo với hai cái dự án chuẩn bị sẽ được thực hiện. Thứ nhất đó là cái dự án dạy học để gây quỹ từ thiện, là lần trước Hương cũng đã giới thiệu qua, tuy nhiên lần này có hơi thay đổi một chút xíu. Và cái thứ hai là chương trình nâng tầm kế toán Việt, là chương trình mà tuần vừa rồi Hương cũng đã trao đổi với một số các anh chị em chuyên gia, và mọi người đang rất là hào hứng để xây dựng lên một cái chương trình hỗ trợ cho các bạn hiếu học nhưng có điều kiện tài chính rất là khó khăn để có thể đào tạo ra các lớp có chất lượng cao nhưng mà học phí thì vô cùng rẻ, để dành riêng cho những đối tượng thực sự là ham học nhưng còn hạn chế về mặt tài chính. Thì đấy là cái nội dung Hương xin phép sẽ chia sẻ với cả các bạn trong buổi ngày hôm nay. Lúc trước thì có những bạn mà đã gửi cái email vào trong cái phần thông báo về buổi live hôm nay của Hương, thì Hương cũng đã gửi cho các bạn cái tài liệu để chúng ta có thể theo dõi cái buổi này được dễ hơn. Thế còn đối với cả những bạn nào mà chúng ta chưa nhận được tài liệu và sau cái buổi này mà chúng ta muốn nhận tài liệu thì chúng ta có thể nhập cái email của các bạn vào trong cái phần Hương đã trình bày ở đây, và sau 1 2 ngày thì sẽ tổng hợp để có thể gửi cho các bạn. Tất cả các bạn quan tâm, cũng nói xin lỗi các bạn là Hương sẽ không thể gửi cho từng bạn được một đâu, bởi vì rất là nhiều, đợt vừa rồi cũng đến hàng ngàn bạn yêu cầu gửi. Thế do đó là sẽ gửi từng sẽ gửi một đợt là cho tất cả các bạn cùng một lúc. Thế do đó là các bạn thông cảm, có thể là sẽ đợi khoảng 1 ngày gì đấy để Hương tổng hợp tất cả để gửi cùng một lần, được không các bạn? Thế và bây giờ thì Hương sẽ chia sẻ với cả các bạn về cái nội dung đầu tiên của chúng ta, nó liên quan đến cái việc là xử lý khi hóa đơn chúng ta viết sai, hoặc là khi chúng ta cần điều chỉnh hóa đơn thì chúng ta thực hiện như thế nào. Thì có một số những cái vấn đề khi liên quan đến hóa đơn viết sai. Thứ nhất là đối với cả hóa đơn viết sai nhưng mà chúng ta chưa xé ra khỏi cuống. Thứ hai là hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống nhưng chúng ta chưa giao cho khách hàng. Thứ ba là hóa đơn đã xé ra khỏi cuống và đã giao cho khách hàng, hàng đã giao. Và thì lúc đấy chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đi vào cái nội dung đầu tiên của chúng ta liên quan đến về hóa đơn viết sai mà chúng ta chưa xé ra khỏi cuống, thì đây là cái tình huống rất là dễ dàng để có thể thực hiện được. Thực ra thì đối với cả các bạn mới làm kế toán thì cái việc viết sai hóa đơn là chuyện rất bình thường. Hương thì cũng có một lời khuyên cho các bạn, nhất là các bạn mới vào nghề, là trước khi chúng ta chuẩn bị viết một cái hóa đơn nào đấy thì có lẽ các bạn nên copy ra bên ngoài và chúng ta viết thử, cho đến khi mà chúng ta cảm thấy nó đã rất chuẩn chỉnh thì chúng ta hãy viết vào hóa đơn đỏ, để như vậy tránh những cái sai sót. Thế còn lỡ mà chúng ta đã viết sai ở trên cái hóa đơn mà hóa đơn của chúng ta, thì trong trường hợp chúng ta chưa xé ra khỏi cuống, xử lý rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cái chéo cả các tất cả các liên và gập nó lên và vẫn giữ ở trên cuống, và như vậy thì sẽ không có vấn đề gì đối với hóa đơn đó nữa, không kê khai liên quan gì đến hóa đơn đó và được xác nhận đấy là hóa đơn chúng ta đã bỏ. Và nhưng không được xé rời ra khỏi cuống các bạn nhé, tất cả các liên vẫn còn nguyên ở trong cuống, và như vậy thì các bạn chỉ việc lập hóa đơn mới để giao cho khách hàng. Tình huống thứ hai là đối với cả trường hợp các bạn đã lập hóa đơn sai và chúng ta đã xé rời ra khỏi cuống nhưng chúng ta vẫn chưa giao cho khách hàng cái hóa đơn đó, thì cũng gần giống như là đối với cả tình huống là các bạn chưa xé ra khỏi cuống,
Thì trong tình huống này thì các bạn cũng có thể, bởi vì cái này thì chúng ta chưa thể liên hệ với cả khách hàng vì khách hàng vẫn chưa liên quan gì đến cái việc xuất hóa đơn này, thì khi đó các bạn vẫn gập tất cả các liên lại, gạch chéo tất cả các liên gập lại và giữ ở trong cái quyển sổ sổ hóa đơn của chúng ta, và các bạn lập hóa đơn mới. Tuy nhiên ở đây các bạn cần lưu ý rằng hóa đơn mới và cái hóa đơn gạch bỏ của các bạn nên cùng một ngày để sau này chúng ta có thể giải trình với cơ quan thuế là mặc dù chúng ta đã xé ra khỏi cuống nhưng chúng ta chưa chuyển hóa đơn đó cho khách hàng. Bởi vì khi chúng ta đã chuyển hóa đơn cho khách hàng rồi thì tình huống xử lý vấn đề nó lại phải khác đi. Sang cái tình huống tiếp theo của các bạn, đó là hóa đơn chúng ta lập sai, chúng ta đã xé ra khỏi cuống và đã giao cho khách hàng, và hàng của chúng ta đã chuyển cho khách hàng, nhưng khách hàng chưa kê khai, tức hai bên đều chưa kê khai cái hóa đơn đó, thì xử lý như thế nào? Bởi vì nếu đã kê khai rồi chúng ta lại phải xử lý kiểu khác các bạn nhé. Thì trong trường hợp hai bên chưa kê khai thì nó lại phát sinh ra hai tình huống sai ở trên hóa đơn. Các bạn lưu ý rằng trên hóa đơn của chúng ta có hai phần. Phần trên đó là ghi tất cả những cái thông tin liên quan đến người mua hàng và người bán hàng. Và cái phần dưới đó là cái việc là mô tả về hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế và tổng thanh toán. Thì nếu như sai sót ở phần trên, tức là cái phần mà liên quan đến người mua mà không sai sót mã số thuế, có nghĩa bạn có thể sai tên người mua, có thể sai địa chỉ người mua, nhưng mã số thuế các bạn không sai, thì chúng ta sẽ trao đổi với phía bên người mua để lập một cái biên bản điều chỉnh thông tin sai của hóa đơn, và chúng ta không cần phải lập hóa đơn mới. Và như vậy với cái biên bản để điều chỉnh đấy, chúng ta có thể thực hiện kẹp vào cùng với cả hóa đơn để xác nhận đấy là hóa đơn đã theo đúng quy định của pháp luật. Thế còn trong cái tình huống mà chúng ta đã giao hóa đơn cho khách hàng, hàng đã giao nhưng hai bên đều chưa kê khai thuế, cái tiêu thức sai không phải là tiêu thức về người mua hàng mà tiêu thức sai lại là tiêu thức liên quan đến số liệu. Tôi lấy ví dụ như là sai về đơn giá, sai về thành tiền, sai về thuế, và hoặc là sai về mã số thuế của khách hàng. Thì trong tình huống này thì chúng ta buộc phải làm cái thủ tục là thu hồi hóa đơn, lập biên bản để yêu cầu khách hàng trả lại cái hóa đơn, hai bên ký biên bản ghi rõ những cái nội dung sai, khách hàng trả lại hóa đơn, gạch chéo các liên lưu giữ ở trong sổ hóa đơn, và chúng ta sẽ lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã bị gạch bỏ. Thì đó là cái nội dung tiếp theo liên quan đến là hóa đơn lập sai, đã xé khỏi cuống nhưng đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế. Thế còn tình huống nếu như hóa đơn đã xé ra khỏi cuống, đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế thì thực hiện như thế nào? Thì trong tình huống này cũng chúng ta cũng chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là nếu như cái tiêu thức sai của chúng ta là tiêu thức sai về người mua hàng nhưng mã số thuế vẫn đúng, tức là chúng ta sai địa chỉ, chúng ta sai tên người mua hàng nhưng mã số thuế của khách hàng là đúng, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ lập biên bản điều chỉnh cái thông tin đó và chúng ta không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh, chúng ta chỉ lập hóa đơn điều chỉnh kẹp cùng với hóa đơn, xin lỗi các bạn, lập biên bản điều chỉnh kẹp cùng với cả hóa đơn gốc là ok. Tuy nhiên nếu như tiêu thức sai của chúng ta là sai về mã số thuế và sai những cái tiêu chí liên quan đến tiền, lấy ví dụ như là hàng hóa, số lượng hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế, thì trong trường hợp đấy chúng ta buộc phải lập biên bản và trong biên bản ghi rõ cái nội dung chúng ta sai sót cái gì và chúng ta sẽ lập hóa đơn điều chỉnh cho những sai sót đó. Trên hóa đơn điều chỉnh chúng ta phải ghi rõ là điều chỉnh do ví dụ như là tăng số lượng hay giảm số lượng, tăng giá thành hay là giảm giá thành, liên quan đến cái hóa đơn nào hoặc là thay đổi mã số thuế của liên quan đến hóa đơn nào. Và các bạn lưu ý rằng nếu như hóa đơn điều chỉnh của chúng ta mà làm giảm giá trị của cái hóa đơn gốc đi thì chúng ta ghi giá trị đó, ví dụ như là hóa đơn gốc là 100 triệu trong khi thực tế của chúng ta chỉ có 90 triệu thôi, thì trên cái hóa đơn điều chỉnh các bạn ghi điều chỉnh là 10 triệu đó thì chúng ta ghi 10 triệu, không được ghi là số âm. Đấy là lưu ý đối với cả cái hóa đơn mà chúng ta thực hiện điều chỉnh khi các bên đã thực hiện kê khai thuế đối với cả hóa đơn đó. Xin lỗi các bạn, cho Hương dừng một tí để nhập cái thông tin vào đây cho mọi người.
Hương xin phép được tiếp tục với cả các bạn liên quan đến tiếp tục về cái phần hóa đơn điều chỉnh. Thì trong phần này nó liên quan đến một cái nội dung nữa, đó là hóa đơn đã xuất, hàng đã giao nhưng vì một lý do gì đó mà khách hàng phải trả lại hàng hóa do ví dụ như chúng ta không đạt yêu cầu, không đạt chất lượng, hoặc là giả lại toàn bộ hoặc là giả lại một phần. Thì trong tình huống đó chúng ta xử lý như thế nào khi mà hóa đơn đã giao cho khách hàng? Thì trong tình huống này, nếu như bên mua của khách hàng của chúng ta là đối tượng có thể xuất được hóa đơn giá trị gia tăng như là của chúng ta, thì trong tình huống đó bên mua sẽ xuất ngược lại khi trả lại hàng. Bên mua sẽ xuất ngược lại một cái hóa đơn ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa được trả lại. Ví dụ trả lại 5 bộ máy tính giá trị là 10 triệu một bộ. Như vậy tổng giá trị trả lại là 50 triệu cộng với 5 triệu tiền thuế giá trị gia tăng. Tôi lấy ví dụ là như vậy chẳng hạn. Thì đấy là cái phần thông tin liên quan đến việc là nếu như phần trả lại hàng hóa, nếu như bên mua có thể xuất hóa đơn được cho bên bán. Thế nhưng nó cũng phát sinh ra tình huống như thế này: nếu như bạn bán hàng mà bên mua của bạn lại là đối tượng là bán hàng không chịu thuế, tức là hóa đơn là thuế giá trị gia tăng là không chịu thuế, hoặc là xuất hóa đơn là đối tượng bán hàng hóa đơn trực tiếp, hoặc thậm chí là các bạn bán cho cá nhân không có chức năng kinh doanh nên họ không có hóa đơn, thì trong tình huống đó họ giả lại hàng hóa thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì trong tình huống này thì hai bên thống nhất để lập biên bản với nhau về cái nội dung mà hàng hóa bị trả lại, và trong tình huống đấy thì bên mua sẽ giả lại hóa đơn cho bên bán, và như vậy bên bán sẽ thu hồi lại cái hóa đơn đó và cùng với cả biên bản đấy để xác nhận cái giá trị hàng hóa đấy coi như là chúng ta chưa giao. Thì đó là liên quan đến cái nội dung đầu tiên Hương muốn chia sẻ với cả các bạn về cái vấn đề về điều chỉnh hóa đơn và các hóa đơn ghi sai thì chúng ta thực hiện như thế nào. Thực ra cũng còn một số các tình huống khác nữa, nhưng đây là những cái nội dung mà đối với cả các bạn làm kế toán thường gặp phải nên Hương ưu tiên để chia sẻ. Còn bởi vì nếu chúng ta nói về mặt về hóa đơn thì thực sự với cả các bạn là có thể nói đến cả ngày không hết được. Một cái nội dung tiếp theo buổi này thì Hương cũng muốn chia sẻ với cả các bạn liên quan đến việc là xử lý vi phạm khi chúng ta có những vi phạm liên quan đến hóa đơn. Các bạn lưu ý rằng chúng ta có quy định riêng về vi phạm liên quan đến hóa đơn, và những cái xử lý vi phạm liên quan đến hóa đơn này nó được tách biệt với cả các vi phạm liên quan đến các vi phạm về thuế. Do đó hoàn toàn có thể xảy ra tình huống chúng ta sẽ chịu phạt cả về thuế và về hóa đơn cùng với lại nhau, chứ không phải là nếu chúng ta đã phạt, bị chịu phạt một cái là chúng ta được miễn cái kia rồi các bạn nhé. Thì đối với cả nội dung này thì sẽ chia sẻ với cả các bạn một số vấn đề liên quan đến vi phạm. Thứ nhất đó là cái nguyên tắc đối với cả xử lý vi phạm về hóa đơn như thế nào. Các hình thức mà hiện giờ đang có đối với cả vi phạm và thời hiệu vi phạm, và cụ thể hơn một chút xíu là về những cái hình thức vi phạm và những cái chế tài thực hiện nó như thế nào. Thì thông tin với cả các bạn là về cái nội dung thứ nhất nhé. Thì nội dung thứ nhất về cái nguyên tắc là xử lý vi phạm thì như thế nào, thì các bạn lưu ý rằng đối với cả xử lý về hóa đơn, chúng ta không thực hiện xử lý vi phạm về hình sự nếu như không có những cái mà liên quan đến yếu tố gian lận thuế một cách nghiêm trọng. Như vậy chúng ta hiểu rằng đối với việc xử lý về các sai sót hóa đơn là xử lý vi phạm hành chính. Đấy cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng cũng là rất nhẹ nhàng đối với cả người làm kế toán của chúng ta. Nội dung thứ hai, các bạn lưu ý rằng chúng ta đối với cả một hành vi chúng ta vi phạm thì sẽ chỉ bị phạt một lần, chứ không phải là hội lần này thì cơ quan thuế này về kiểm tra thì phạt, lần sau kiểm toán về kiểm tra lại đưa ra đề nghị phạt, lần sau nữa lại về thanh tra lại chúng ta lại phạt tiếp một lần nữa đối với cả một hành vi vi phạm. Như vậy là chúng ta rất yên tâm. Tuy nhiên nếu như một người vi phạm hóa đơn mà vi phạm nhiều hình thức vi phạm khác nhau, ví dụ như là vi phạm lần này thì là bị mất hóa đơn, lần sau thì lại hóa đơn mua khống, lần sau nữa thì chúng ta lại là bán hóa đơn cho đơn vị khác vân vân, thì nhiều lần vi phạm thì chúng ta, một người vi phạm mà vi phạm nhiều lần thì chúng ta sẽ bị xử lý nhiều lần. Mà đối với cả những vi phạm có tính chất lặp lại thì sẽ bị quy vào cái tội gọi là tình tiết tăng nặng. Thế lát nữa sẽ chia sẻ với cả các bạn về vấn đề tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ như thế nào. Còn đối với cả cùng một hành vi vi phạm trong quy định thì
nếu mà là tổ chức thì tổ chức đấy sẽ bị phạt gấp đôi lần nếu như cùng một hành vi do cá nhân vi phạm. Và hiện giờ trong quy định của chúng ta thì cái việc là phạt vi phạm về hóa đơn hiện giờ đang quy định các mức phạt là dành cho tổ chức. Và như vậy nếu chúng ta là các cá nhân, các hộ kinh doanh cá thể mà chúng ta các vi phạm về các vấn đề về hóa đơn thì chúng ta cứ lấy ở trong quy định chia đôi mức ra thì đấy là cái mức phạt dành cho cá nhân các bạn nhé. Và lưu ý như lúc nãy tôi còn nói với cả các bạn, đó là nếu như chúng ta vi phạm hóa đơn mà vi phạm đó dẫn đến việc sai sót gian lận về thuế thì ngoài việc chúng ta bị phạt vi phạm về hóa đơn, chúng ta sẽ bị phạt vi phạm về thuế nữa. Thế thì có lẽ sẽ dành một buổi nào đấy để chia sẻ thêm với cả các bạn về các vấn đề phạt vi phạm về thuế. Thế còn buổi ngày hôm nay chúng ta chỉ gói gọn trong phạm vi liên quan đến hóa đơn thôi. Thì về các hình thức mà phạt liên quan đến hóa đơn thì chúng ta có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là hình thức gọi là phạt cảnh cáo. Hình thức thứ hai chúng ta gọi là hình thức là phạt tiền. Vậy phạt cảnh cáo thì như thế nào? Phạt cảnh cáo có nghĩa là nếu như những cái sai phạm của chúng ta không gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc là chúng ta đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không mang yếu tố về gian lận thuế thì có thể là được xét về phạt cảnh cáo. Thế còn hình thức của chúng ta thứ hai là hình thức phạt tiền thì các bạn lưu ý rằng phạt tiền thì có rất là nhiều ngưỡng khác nhau cho các loại vi phạm khác nhau. Mà chúng ta cũng biết là cái vi phạm thì có rất là nhiều loại. Đó, lát nữa thì tôi sẽ nói với cả các bạn về là có những cái loại vi phạm như thế nào. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái ngưỡng vi phạm với cả các loại vi phạm khác nhau thì được chia ra thành rất là nhiều các mức. Mà cái mức thấp nhất là 500.000 và mức cao nhất là 50 triệu. Thì kể cả trong những cái mức đấy thì họ cũng phân loại ra như thế này các bạn nhé. Là đối với cả những cái phạt mà mang tính chất là phạt nhẹ nhàng, tức là do những cái sai sót nó nhẹ và nó không tác động đến việc là sai sót về thuế, không tác động đến gian lận về thuế, và những cái hoặc là có sai sót về thuế nhưng nó không đáng kể hoặc là có một tình tiết giảm nhẹ đi theo vân, thì chúng ta sẽ được phạt ở cái mức là từ 500 ngàn cho đến 8 triệu là đối với cả các loại hình thức vi phạm khác nhau. Thế còn đối với cả những cái vi phạm mang tính chất nghiêm trọng, ví dụ như là buôn bán hóa đơn, ví dụ như là bạn không tiếp khách mà bạn mua cái hóa đơn tiếp khách, hóa đơn liên quan đến việc là hóa đơn bỏ trốn, ví dụ như là bạn khởi tạo hóa đơn giả, vân vân. Thì trong những tình huống đó thì khi đó cái mức phạt nó sẽ rất cao và thông thường là phạt từ cái ngưỡng là từ 20 triệu cho đến 50 triệu. Thế còn ở cái mức tính như thế nào? Thì cái mức tính chúng ta sẽ như thế này, cái ngưỡng tối đa thì là áp dụng dành cho tình huống gọi là vi phạm rất nặng và có tình tiết tăng nặng. Thế còn cái ngưỡng tối thiểu trong từng ngưỡng một thì thường áp dụng đối với những cái vi phạm mà có cái mức gọi là mức giảm nhẹ và trong đó có nhiều cái mức giảm nhẹ, tình tiết giảm nhẹ thì chúng ta sẽ phạt ở cái ngưỡng thấp nhất. Thế còn cái ngưỡng trung bình là dành cho cái việc vi phạm mà không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ thì trung bình thì người ta sẽ lấy cộng trên cộng cận dưới chia đôi thì sẽ ra ra cái ngưỡng phạt trung bình dành cho không có tình tiết tăng nặng và dành cho không có tình tiết giảm nhẹ. Thế còn nếu giả sử bạn có một tình tiết tăng nặng thì chúng ta sẽ lấy là trung bình lớn có nghĩa là ngưỡng trung bình cộng với mức tối đa và chia đôi. Thế còn nếu có một tình tiết giảm nhẹ thì chúng ta sẽ lấy trung bình bé, có nghĩa là lấy mức trung bình cộng với mức cận dưới để chia đôi, thì đấy là cái cách mà khi chúng ta tính về cái vi phạm. Thế do đó nếu như cơ quan thuế áp cho các bạn ở một cái mức vi phạm, ví dụ bạn không có tình tiết tăng nặng mà cơ quan thuế áp cho các bạn ở cái ngưỡng cao nhất trong một cái phạm vi nào đó thì các bạn phải có ý kiến ngay là bởi vì em không có tình tiết tăng nặng nên là mức của em nó chỉ ở mức trung bình thôi, thì đấy cái đấy cũng để gọi là hạn chế về cái phạt hành chính đối với cả các bạn. Thì đấy là Hương chia sẻ với cả các bạn liên quan đến về cái hình thức. Thế còn nội dung tiếp theo đấy là những cái hành vi mà chúng ta vi phạm thì bao gồm những cái hành vi vi phạm gì, thì cái này thì thực ra là các bạn cứ đọc trong văn bản có bao nhiêu thứ liên quan đến hóa đơn thì chúng ta sẽ có ngần đấy thứ quy định về mức vi phạm. Ví dụ như chúng ta vi phạm về việc là tự in hóa đơn hoặc là khởi tạo hóa đơn điện tử, chẳng hạn như các bạn tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đúng, không có đủ các nội dung theo quy định hoặc khi bạn chưa đủ điều kiện để các bạn có thể thực hiện các hóa đơn tự in hoặc là hóa đơn điện tử bạn đã thực hiện thì đấy là bạn sẽ bị phạt. Hoặc là những cái vi phạm liên quan đến về việc là đặt in hóa đơn và hóa đơn đặt in của chúng ta như thế nào. Ví dụ như là các bạn
đặt in hóa đơn, nhưng mà chúng ta thứ nhất là chúng ta chưa đủ điều kiện để có thể đặt in hóa đơn, hoặc khi chúng ta đặt in hóa đơn nhưng trên các tiêu chí ở trên đấy nó không đúng theo như là các quy định mà pháp luật đã quy định về cái hóa đơn đặt in chẳng hạn. Thế hoặc là ví dụ như những cái quy định vi phạm, những cái quy định liên quan đến về việc là mua hóa đơn rồi phát hành hóa đơn. Ví dụ như khi các bạn xuất hóa đơn khi chúng ta còn chưa thông báo với cơ quan thuế về việc là tồn tại cái hóa đơn của chúng ta chẳng hạn. Hoặc các bạn xuất hóa đơn khi trong cái tình huống mà hóa đơn của các bạn đang bị phong tỏa vì một lý do chúng ta vi phạm gì đó chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó nó cũng đều là những cái sai sót và vi phạm những cái nặng có thể lên đến là gian lận. Và nặng hơn nữa là chúng ta có thể liên quan đến việc là cái hóa đơn của chúng ta, hóa đơn của công ty A nhưng mà lại bán cho công ty B. Thế rồi là liên quan đến việc là cái công ty mà được phép in hóa đơn thì lại in dư hóa đơn của khách hàng, sau đấy đến bán hóa đơn đấy ra ngoài thị trường. Tôi lấy ví dụ là như vậy. Thì những cái hóa đơn đó, những cái vi phạm đấy thì nó là mang tính chất là vi phạm nghiêm trọng. Thì ở đây thì tôi xin phép là không chia sẻ với các bạn cụ thể về từng cái một và cái mức phạt như thế nào, bởi vì trong văn bản thì quy định rất rõ rồi. Thế còn các bạn muốn xem văn bản thì tất cả các văn bản liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng và thuế giá trị gia tăng thì trong cái phần live lần trước thì tôi đã chia sẻ với cả các bạn, và trong cái tài liệu lần trước cũng đã chia sẻ với cả các bạn. Thì những bạn nào mà chúng ta chưa nhận cái tài liệu của cái buổi stream live cái hôm 18 tháng 9 ấy, thì các bạn có thể gửi email, các bạn có thể nhập email, nhưng đừng nhập email vào cái phần livestream này nhé. Các bạn phải nhập vào cái livestream của hôm 18 tháng 9 ấy, thì tôi mới biết là phần nào để tôi gửi cái bản nào, chứ nếu không là tôi gửi nó sẽ bị nhầm lẫn. Nên là các bạn làm ơn là thực hiện đúng giúp cho tôi, để nếu không nó thật sự là cái công cuộc mà ngồi copy lại hóa đơn và gửi lại cho các bạn nó rất là mất thời gian. Nên là giúp tôi để có thể nó nhẹ nhàng hơn về cái việc là gửi thông tin cho các bạn. Thì khi mà các bạn nhập comment thì các bạn nhập comment liên tục xuống dưới, chứ các bạn đừng nhập cái comment vào cái phần comment của người khác hoặc vào cái phần comment của tôi, tức là trả lời comment của tôi hoặc trả lời comment của người khác. Thì lúc đấy lại phải click vào đấy để tìm email thì cũng rất mệt. Thì khi các bạn nhập comment email hoặc comment về câu hỏi thì các bạn cứ nhập liên tục vào trong cái phần livestream này. Còn tài liệu của cái buổi trước thì các bạn nhập vào cái phần livestream của buổi trước các bạn nhé. Tôi xin phép lại được tiếp tục cái phần chia sẻ. Và đối với cả cái việc mà xử lý vi phạm hóa đơn thì thực ra cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ nhiều nhất với cả các bạn đó là liên quan đến về việc là thời hiệu. Thì thực ra đối với cả rất nhiều bạn, cái khái niệm về thời hiệu này nó mang tính luật pháp tương đối nhiều, và đối với cả những bạn học luật thì thực ra chúng ta rất là quen thuộc với cả nó. Nhưng đa phần dân làm kế toán thì lại không thực sự hiểu rõ về những cái vấn đề liên quan đến quy định của pháp lý. Thế do đó là tôi nói là liên quan sâu về luật ấy. Thì ở đây thì có một cái khái niệm mà cũng muốn chia sẻ sâu với cả các bạn về cái yếu tố gọi là thời hiệu xử lý vi phạm về hóa đơn. Vậy thế nào là thời hiệu? Thời hiệu đấy là cái thời gian tính từ cái thời điểm chúng ta vi phạm cho đến khi mà hết cái thời gian đấy thì cơ quan thuế không được phép phạt chúng ta nữa. Như vậy trong tất cả những cái vi phạm của chúng ta, nếu như đã qua cái thời hiệu thì không còn có thể phạt, hoặc là đối với cả những cái mà gọi là nặng hơn, tức là ví dụ như chúng ta bị truy tố chẳng hạn, thì nếu như hết thời hiệu có nghĩa là hết thời hạn truy tố. Thế thì ở đây có nghĩa là như thế này, nếu như mà các hóa đơn sai, tôi nói một cách rất là nhanh như thế này cho các bạn, nếu hóa đơn của các bạn mà chúng ta sai sót về mặt hóa đơn, chứng từ, mà những cái sai sót đấy không dẫn đến sai sót và gian lận về thuế, thì thời hiệu của nó, chết rồi, nó ghi là start almost full, thì không biết là có tiếp tục like được với cả các bạn nữa không. Thôi tôi cứ nói nhé, hy vọng là nó vẫn cứ tiếp tục được. Có ai đấy xác nhận giúp cho tôi xem là có nghe được không nhỉ? Tại vì tự dưng thấy cái điện thoại nó bảo là dung lượng hết rồi, thì đâm ra là hơi lăn tăn một chút, là không biết các bạn có tiếp tục nghe được cái phần nói của tôi không. Thì tôi xin tiếp tục với cả các bạn về cái phần thời hiệu. Thì nói lại một chút xíu, tức là đối với cả những cái sai sót của các bạn mà cái phần sai sót đó không làm ảnh hưởng đến thuế, thì các bạn cứ yên tâm là chúng ta, thời hiệu của chúng ta sẽ chỉ có 1 năm thôi. Có nghĩa là tính từ thời điểm sai sót cho đến khi hết 1 năm mà cơ quan thuế không phạt chúng ta, không ý kiến gì cả, thì coi như cái sai sót đấy được bỏ qua và không bao giờ bị phạt lại nữa. Như vậy có yên tâm không các bạn? Thế còn nếu như trong trường hợp
những cái sai sót và gian lận đấy của chúng ta có yếu tố liên quan đến gian lận thuế, có nghĩa nó sẽ làm sai cái số liệu về thuế, thì trong tình huống đấy thời hiệu sẽ là 5 năm. Có nghĩa rằng nếu các bạn sai sót, tôi lấy ví dụ như là từ năm 2013 thì năm 2017 các bạn vẫn có nguy cơ là bị phạt hành chính liên quan đến sai sót về hóa đơn. Nhưng nếu như sai sót của bạn từ năm 2011 thì đến nay thì coi như là chúng ta đã hết cái thời hạn để chúng ta sẽ bị xử lý vi phạm. Thì đấy là một cái mà chúng ta cũng nên nắm được. Thế còn cái thời hiệu, thời điểm tính thời hiệu của chúng ta thì đối với cả những cái vi phạm mà đã kết thúc thì sẽ tính từ cái thời điểm mà chấm dứt cái hành vi vi phạm đấy. Thế còn đối với cả những cái vi phạm của chúng ta mà đang trong cái thời gian mà vi phạm diễn ra, tức là vi phạm vẫn đang được thực hiện, có nghĩa vẫn chưa kết thúc cái hoạt động vi phạm đấy, thì tính cái thời hiệu sẽ được tính từ cái điểm bắt đầu phát hiện ra vi phạm đó. Thì đấy là cái để liên quan đến về việc thời hiệu để phạt vi phạm. Và có một cái nữa, đó là một cái nội dung là coi như chúng ta sẽ được trắng án, tức là mặc dù chúng ta đã vi phạm rồi và đã bị phạt rồi, nhưng nếu như qua một cái thời hạn nhất định thì chúng ta coi như chưa bị phạt về vi phạm hành chính hóa đơn, tức đã phạt rồi các bạn nhé, nhưng mà chúng ta cần được coi như là chưa vi phạm để chúng ta không bị tích lũy cái điểm đen liên quan đến những cái vi phạm về các quy định của chúng ta, tức là cái hệ thống đấy chúng ta sẽ được xóa sổ và không coi như là đã vi phạm nữa. Và như vậy thì lúc đấy chúng ta sẽ không bị tính vào cái việc là chúng ta sẽ bị là hành vi, như chúng ta nói là có tình tiết tăng nặng. Tức là nếu như chúng ta vẫn đang trong cái thời gian chúng ta vi phạm thì nếu chúng ta vi phạm thêm lần nữa thì chúng ta sẽ bị coi đấy là hành vi có tình tiết tăng nặng. Nhưng nếu như chúng ta đã đi qua cái thời hạn đó rồi thì nếu chúng ta vi phạm thêm lần nữa thì cũng lại coi như là vi phạm lần đầu và không được coi là có tình tiết tăng nặng, và như vậy cái mức phạt nó sẽ thấp hơn. Vậy thì nếu như trong, tức là như thế này, là trong thời gian 6 tháng kể từ ngày mà chúng ta chấp hành xong cái quyết định xử phạt mà chúng ta không vi phạm gì nữa, thì chúng ta đối với cả hình thức cảnh cáo và trong vòng 1 năm đối với cả hình thức là phạt tiền, mà trong vòng thời gian đấy chúng ta không vi phạm gì nữa, chúng ta rất là trong sạch trong suốt thời gian đấy, thì hết thời hạn 6 tháng hoặc hết thời hạn 1 năm đấy, chúng ta được coi như chưa từng vi phạm về hành chính, về hóa đơn. Và đấy cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên biết để chúng ta cảm thấy yên tâm hơn, là chúng ta sẽ không bị tình tiết tăng nặng ở đấy nếu trong trường hợp chúng ta vi phạm lần sau. Thì đó là một số những cái nội dung chia sẻ với cả các bạn liên quan đến về xử lý vi phạm hóa đơn. Thế còn bây giờ thì chia sẻ thêm với cả các bạn về cái một số các tình huống đặc biệt về hóa đơn nữa các bạn nhé. Thì tình huống thứ nhất đó là liên quan đến về việc đấy là khi mà cái hóa đơn đầu vào mà đứng tên cá nhân tổ chức khác thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì chúng ta cũng đều đã biết rõ, để có thể các bạn được khấu trừ thuế thì hóa đơn đầu vào phải đứng tên công ty bạn, phải đúng mã số thuế, phải đúng các thông tin, thì lúc đấy bạn mới đủ được điều kiện cơ bản để chúng ta có thể thực hiện khấu trừ thuế. Tuy nhiên trên thực tế thì có 3 tình huống phát sinh mà hóa đơn đó không đứng tên công ty bạn, bạn vẫn được tính khấu trừ thuế. Thì đó là những tình huống nào? Tình huống thứ nhất đó là khi chúng ta mua hàng hóa dịch vụ mà hàng hóa dịch vụ đó được thực hiện trước thời gian thành lập doanh nghiệp. Có nghĩa là một doanh nghiệp A đang trong quá trình thành lập doanh nghiệp, trước đấy doanh nghiệp A đã phải thuê dịch vụ, ví dụ như là nghiên cứu khả thi đầu tư dự án, ví dụ như là thuê để làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tôi lấy ví dụ là như vậy chẳng hạn, thì phát sinh các chi phí. Thì các chi phí đấy thì hóa đơn xử lý như thế nào? Thì trong tình huống đó, nếu như các cổ đông của doanh nghiệp họp và thống nhất giao lại cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó được ủy quyền thực hiện các hoạt động đó, thì hóa đơn sẽ được xuất cho tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền đó. Thì trong tình huống đó, khi doanh nghiệp được thành lập xong thì mặc dù hóa đơn được xuất cho cái cá nhân đơn vị được ủy quyền thì hóa đơn đấy vẫn sẽ được khấu trừ thuế như là hóa đơn xuất cho tên của doanh nghiệp mới được thành lập. Thì đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai của chúng ta liên quan đến về hợp đồng bảo hiểm. Thì nếu như giả sử ông A bảo hiểm ô tô, mua bảo hiểm ô tô của một công ty bảo hiểm, khi xảy ra tai nạn và đi sửa chữa thì hóa đơn sửa chữa đứng tên ông A, thì và sau đấy bảo hiểm sẽ thanh toán tiền sửa chữa cho ông A, thì hóa đơn đấy được coi như hóa đơn của bảo hiểm nếu như
ông người đứng tên trên cái hóa đơn sửa chữa ô tô đó và người đứng tên trên hợp đồng bảo hiểm là một, và thông tin đấy là hoàn toàn đúng nhất, thì công ty bảo hiểm đấy được phép khấu trừ thuế liên quan đến về cái hóa đơn của bảo hiểm đó. Tình huống thứ ba đó là việc là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn vào một công để thành lập một công ty mới, và tài sản đó là tài sản mới, khi đấy tài sản đấy lại đứng tên của công ty A chẳng hạn. Như vậy tôi lấy ví dụ như hoặc đứng tên, ví dụ tôi góp vốn vào một công ty, ví dụ tôi góp vốn vào công ty X và cái tài sản đó là tài sản đứng tên tôi, tức là hóa đơn xuất cho tôi và tài sản vẫn còn mới. Thì khi tôi góp vốn tài sản đấy vào công ty, nếu như được tất cả các hội đồng cổ đông chấp thuận thì giá trị góp vốn sẽ bằng giá trị đúng trên cái hóa đơn mà tôi vừa mới mua cái tài sản mới đó xong. Và đồng thời là nếu như đã được chấp nhận như vậy thì cái việc công ty sẽ được khấu trừ cái thuế ở trên cái hóa đơn đó giống như là cái tài sản đó cái và hóa đơn đó là xuất cho cái công ty mới thành lập đó. Thì đấy là cái nội dung liên quan đến về việc là thông tin trên hóa đơn không đúng là của công ty mà công ty vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Nội dung tiếp theo muốn chia sẻ với cả các bạn đó là trong tình huống mà hóa đơn của chúng ta có quá nhiều dòng, tức là các bạn bán hàng hóa và hàng hóa đấy của chúng ta là ví dụ như là trên hóa đơn chỉ có 10 dòng mà tổng số hàng hóa của chúng ta là đến đến 50 dòng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xử lý tình huống đấy như thế nào? Thì chúng ta có 3 cách xử lý tình huống. Tình huống thứ nhất, chúng ta sẽ xuất thành 5 cái hóa đơn có đầy đủ tất cả các thông tin. Mỗi hóa đơn là có 10 dòng hàng hóa dịch vụ và tổng của từng hóa đơn riêng lẻ với nhau. Và như vậy, đấy là cái thứ nhất của chúng ta là nếu như chúng ta xuất hóa đơn liên quan đến về việc chúng ta liên xuất hóa đơn liên quan đến việc là có quá nhiều dòng hàng hóa. Tình huống thứ hai, tức là phương án thứ hai, nếu các bạn không muốn xuất hóa đơn như thế, các bạn có thể xuất chỉ một hóa đơn ghi tổng giá trị và trong đó có đi kèm với bảng kê. Trong bảng kê của chúng ta thì có đầy đủ tất cả các thông tin của 50 cái dòng sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta đi kèm với đó, với cả các đầy đủ các thông tin về tổng giá trị thuế và giá trị thanh toán đính kèm với cả cái hóa đơn mà chúng ta xuất số tổng đấy. Đấy là tình huống thứ hai. Tình huống thứ ba, cái phương án thứ ba, xin lỗi các bạn, phương án thứ ba chúng ta có thể xử lý đối với cả tình huống này đó là chúng ta sẽ xuất 5 cái hóa đơn nhưng chúng ta ở cuối mỗi hóa đơn, tức là hóa đơn đầu tiên chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin của người mua và người bán. Và ví dụ 10 dòng đầu tiên sau đấy mở ngoặc ở cái đoạn cuối cùng ấy là chúng ta sẽ ghi là tiếp tiếp số sau. Và cái hóa đơn tiếp theo của chúng ta sẽ bắt đầu với chữ là tiếp số trước và chúng ta sẽ ghi tiếp 10 dòng đấy cho đến hết cái số dòng của hóa đơn. Và như vậy liên tiếp như vậy là hết 5 cái hóa đơn. Và các bạn lưu ý sẽ chỉ có cái hóa đơn đầu tiên của chúng ta là ghi thông tin về người mua và người bán. Còn hóa đơn cuối cùng sẽ có là ký tên đóng dấu của hai bên, rồi là những cái yếu tố liên quan đến nếu các bạn có chiết khấu giảm giá hay là một số những cái lưu ý gì đó liên quan đến hóa đơn thì các bạn sẽ ghi vào cái hóa đơn cuối cùng. Như vậy là 3 cái hóa đơn ở giữa sẽ chỉ thuần túy có thông tin về hàng hóa và dịch vụ mà thôi. Thì đấy là cái cách mà khi chúng ta xử lý đối với lại là hóa đơn mà có quá nhiều dòng. Tình huống cuối cùng muốn chia sẻ với cả các bạn, thực ra là cũng đã hết 30 phút để làm livestream nhưng mà chưa xong nội dung nên Hương xin phép lại vẫn nói tiếp. Thì tình huống cuối cùng muốn chia sẻ với cả các bạn liên quan đến là hóa đơn mất cháy hỏng thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Có nghĩa là như thế này, Hương là bên mua có thể là đã nhận được hóa đơn liên hai liên đảo rồi nhưng mà làm mất, hoặc là bên bán trong quá trình gửi hóa đơn cho Hương thì lại bị hóa đơn bị thất lạc, hoặc là hóa đơn là do chính bên bán làm thất lạc, như vậy mất cái hóa đơn đỏ, vậy thì bên mua sẽ kê khai thuế như thế nào? Thì trong tình huống đấy thì chúng ta chụp, xin lỗi các bạn, là chúng ta sẽ chụp lại, tức là yêu cầu bên bán chụp lại cái hóa đơn bản sao lưu của bên bán. Bên bán sẽ đóng dấu ký tên trên cái bản sao lưu đấy và chúng ta và hai bên lập một cái biên bản cùng với cả nhau, và như vậy bên mua sẽ được lấy cái hóa đơn sao lưu đấy có đóng dấu đỏ và xác nhận của bên bán đó để kê khai thuế như là hóa đơn đỏ.
Tuy nhiên trong tình huống này thì các bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ phải bị phạt thuế các bạn, phạt vi phạm hành chính về hóa đơn các bạn nhé. Thì vi phạm mức bao nhiêu thì các bạn cứ theo đúng cái quy định, bởi vì nó có rất là nhiều ngưỡng khác nhau. Và do là nếu mà bên mua làm sai, bên bán làm sai hoặc là bên thứ ba làm sai thì các mức của nó sẽ là khác nhau. Thì đó là cái phần mà Hương chia sẻ với cả các bạn liên quan đến một số những tình huống về hóa đơn đặc biệt. Thế còn bây giờ thì sẽ trả lời cho các bạn cái phần về các câu hỏi lần trước mà chúng ta đã hỏi liên quan đến cái việc cần phần hóa đơn livestream của cái buổi ngày 18 tháng 9. Thì ở đây có một số những cái thông tin nó không liên quan đến hóa đơn, tuy nhiên các bạn hỏi thì Hương cũng xin phép được trả lời với cả các bạn. Thứ nhất liên quan đến về việc là công ty không nộp bảo hiểm cho nhân viên thì chi phí đó có hợp lệ không và có bị phạt không? Thì Hương cũng chưa hiểu cái câu hỏi của người hỏi lắm, nhưng Hương suy luận ra như thế này. Thì đối với cả việc là các bạn không nộp bảo hiểm, đương nhiên không phát sinh chi phí bảo hiểm. Thì các bạn ở đây tôi hiểu rằng là các bạn đang thắc mắc là cái chi phí có hợp lệ không, là các bạn đang muốn nói đến chi phí tiền lương có hợp lệ không. Thì chi phí tiền lương sẽ vẫn là hợp lệ nếu bạn đầy đủ tất cả các thông tin. Còn nếu như các bạn không nộp bảo hiểm thì các bạn sẽ bị phạt liên quan đến các quy định của bảo hiểm, chứ không phải là liên quan đến các quy định về thuế. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của chúng ta liên quan đến về việc là số tiền trên hóa đơn là bao nhiêu thì buộc phải có hợp đồng kinh tế. Thế thì thực ra ở đây thì về mặt luật pháp, thực ra là các quy định về luật thì cũng xin chia sẻ các bạn là Hương không thể nắm rõ được tất cả các quy định liên quan đến kiểu yếu tố về pháp lý về luật. Tuy nhiên chúng ta hiểu như một cái vấn đề rất là đơn giản như thế này thôi. Trong tất cả các ràng buộc về mặt kinh tế thì chúng ta cần phải có hợp đồng để xác lập về tất cả vấn đề về kinh tế. Và những cái hợp đồng đấy nó không chỉ xác lập liên quan đến cái yếu tố về hóa đơn, về chứng từ hợp lý hợp lệ, nó liên quan đến về vấn đề là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Thế do đó là tốt nhất là chúng ta nên lập, ngoài việc hóa đơn ra chúng ta cũng cần có hợp đồng. Thế còn đối với lại, vì ở đây bạn hỏi là liên quan đến các kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp, thì thực ra về cũng chia sẻ các bạn rằng đối với cả cơ quan nhà nước thì các quy định của nó ngặt nghèo hơn rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta có những cái quy định về ngưỡng bao nhiêu thì chúng ta phải thực hiện đấu thầu, ngưỡng bao nhiêu chúng ta có thể chỉ định thầu, đối với cả hóa đơn là bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hiện mua bán như thế nào. Thì trong tình huống đấy thì Hương nghĩ rằng đấy là buộc chúng ta phải có cái hợp đồng liên quan. Thế còn đối với cả cơ quan nhà nước, chúng ta có một cái khái niệm nó gọi là các quy chế tài chính. Thì đối với cả các quy chế tài chính đấy, họ sẽ có những cái quy định rất là rõ ràng trong cái tình huống đấy. Và đây là cũng xin chia sẻ với cả các bạn là thông thường đối với cả những cái khoản mua mà ví dụ dưới 5 triệu chẳng hạn, thì có thể là chúng ta không lập hóa đơn, không lập, xin lỗi các bạn, không lập hợp đồng. Nhưng đối với cả những cái khoản mà trên là như vậy thì Hương nghĩ rằng chúng ta cần phải là có hợp đồng đầy đủ để đảm bảo cái quyền lợi. Và đặc biệt đối với cả các khoản các bạn thanh toán qua kho bạc thì chắc chắn là cái yếu tố hợp đồng ràng buộc kinh tế hai bên là những điều kiện cần thiết. Nội dung tiếp theo đó là doanh nghiệp chúng tôi chỉ thực hiện bán lẻ cho các khách hàng lẻ và khách hàng không lấy hóa đơn thì có cần thực hiện, có cần xuất hóa đơn hàng ngày không? Thì cũng chia sẻ với cả các bạn như thế này. Nếu như khách hàng nào các bạn bán lẻ thôi, nhưng khách hàng mà cần hóa đơn các bạn cũng phải xuất hóa đơn như bình thường. Thế còn đối với cả những khách hàng không lấy hóa đơn hoặc là những cái giá trị của các bạn dưới 200.000 thì cuối một ngày các bạn tổng hợp toàn bộ những cái hàng hóa các bạn bán lại được vào một bảng kê và chúng ta xuất lên một hóa đơn tổng. Trên hóa đơn tổng đó ghi là khách hàng không lấy hóa đơn chẳng hạn, hoặc là người mua không lấy hóa đơn, và chúng ta xuất một cái hóa đơn tổng với cả giá trị chúng ta toàn bộ đã bán hàng trong ngày. Còn nếu chúng ta không lập cái hóa đơn đấy thì coi như chúng ta bán hàng mà không ghi nhận doanh thu, không xuất hóa đơn, thì nếu chúng ta vào vi phạm quy định của pháp luật cả về hóa đơn và cả pháp luật về thuế. Một cái quy định nữa liên quan đến về việc là khi chúng tôi là thực hiện chi quà Tết cho người lao động bằng hiện vật thì có phải xuất hóa đơn không? Thì xin chia sẻ với cả các bạn rằng quy định rằng cho biếu tặng được coi như bán. Và khi đã được coi như bán có nghĩa rằng bạn sẽ xuất hóa đơn như bán với giá trị như bán trên thị trường, và hóa đơn đầy đủ tất cả các tiêu thức như bán hàng bình thường. Câu hỏi tiếp theo đó là
Cái này liên quan đến hóa đơn điều chỉnh thì tôi đã trả lời rồi. Khi hóa đơn đối với cả hoạt động xây lắp do đơn vị ở xa đóng dấu bán hàng qua điện thoại có được không? Thì xin chia sẻ các bạn cái câu hỏi này thì không chỉ một bạn hỏi đâu, câu hỏi này có rất nhiều các bạn hỏi về việc là đóng dấu bán hàng từ xa như thế nào. Thì việc đóng dấu bán hàng từ xa chỉ áp dụng, các bạn lưu ý này, là chỉ áp dụng đối với trường hợp các bạn không mua hàng trực tiếp. Như vậy, nếu như đối với cả hàng hóa mà chúng ta xây lắp chẳng hạn, hoặc ví dụ các bạn khám chữa bệnh hàng xây lắp, đương nhiên các bạn có hợp đồng. Đối với khám chữa bệnh là các bạn phải đến trực tiếp để khám, thì tất cả những tình huống đấy không thể được coi là bán hàng qua điện thoại được. Và trong tình huống đấy các bạn không thể áp dụng điều kiện bán hàng qua điện thoại để đóng dấu vào trong hóa đơn đấy. Và như vậy cái tiêu thức người mua ở đó phải có chữ ký của người mua để xác nhận là hàng đã mua. Thì cái này nó không quy định riêng đối với cả lĩnh vực hay ngành nghề nào thì được đóng dấu bán hàng qua điện thoại. Vì có một câu hỏi tương tự như này, các bạn hỏi tôi rằng ngành nghề nào thì được đóng dấu bán hàng qua điện thoại. Không có quy định về ngành nghề các bạn nhé. Mà cái bản chất chúng ta sẽ xét đến, cơ quan thuế sẽ xét đến là, thứ nhất các bạn có giao lập hợp đồng hay không. Nếu các bạn có giao lập hợp đồng có nghĩa là chúng ta bán hàng trực tiếp. Cái thứ hai là đối với cả cái việc mà chúng ta thực hiện đó, chúng ta buộc phải làm việc trực tiếp thì lúc đấy không thể coi được là bán hàng qua điện thoại được. Thì đấy là các bạn, thì chúng ta không được áp dụng cái đóng dấu bán hàng qua điện thoại. Liên quan đến về hóa đơn dành cho chi nhánh hoạt động phụ thuộc thì cũng xin chia sẻ cả các bạn nói rằng là đối với cả chi nhánh hoạt động phụ thuộc thì có xuất hóa đơn riêng hay không? Thì xin chia sẻ với cả các bạn rằng đối với chi nhánh chúng ta có hai loại: chi nhánh hoạt động độc lập và chi nhánh hoạt động phụ thuộc. Thì đối với cả chi nhánh hoạt động độc lập chúng ta có mã số thuế riêng là cái mã số bắt đuôi 001 đó, thì các bạn được phép xuất hóa đơn riêng. Còn chi nhánh hoạt động phụ thuộc chúng ta tập hợp toàn bộ là chúng ta kê khai thuế tại trụ sở chính, và vì vậy chúng ta thực hiện sử dụng hóa đơn của trụ sở chính chứ không thực hiện hóa đơn riêng các bạn nhé. Hàng hóa biếu tặng thì xuất hóa đơn như thế nào? Nếu người nhận là cá nhân thì có được chấp nhận hay không? Các bạn tặng ai cũng được. Các bạn tặng, bởi vì cá nhân có thể là khách hàng của các bạn tặng thoải mái. Thế tuy nhiên là khi mà các bạn tặng cái hàng hóa biếu tặng thì các bạn sẽ phải xuất hóa đơn như tôi vừa mới nói là xuất hóa đơn bình thường như bán. Xuất hóa đơn đối với cả hàng chiết khấu thương mại như thế nào? Thì chúng ta chia ra thành là ba cái loại hóa đơn của hàng chiết khấu thương mại. Cái thứ nhất của chúng ta là nếu chiết khấu thương mại thẳng ở trên hóa đơn, có nghĩa là ví dụ như là chiết khấu thương mại 10% không có ràng buộc về bất kỳ nội dung gì của chúng ta, thì chúng ta sẽ tính giá trị sau chiết khấu chúng ta ghi thẳng trên hóa đơn và chúng ta xuất hóa đơn. Nhưng nếu chúng ta chiết khấu thương mại có liên quan đến điều kiện về số lượng hoặc là giá trị thì chúng ta sẽ tích lũy giá trị đấy và giá trị đấy sẽ ghi vào cái hóa đơn cuối cùng. Như vậy như thế này là các bạn sẽ ghi là hóa, ví dụ tôi lấy ví dụ như này, hóa đơn 1 là ví dụ các bạn phải là 100 triệu các bạn mới được giảm 10%. Hóa đơn 1 của chúng ta là được 50 triệu thì ghi xuất hóa đơn bình thường. Hóa đơn thứ 2 là 45 triệu xuất hóa đơn bình thường. Hóa đơn thứ 3 là 5 triệu. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì trong tình huống giá trị mà chúng ta được giảm trừ do chiết khấu thương mại nhiều hơn cái giá trị hóa đơn cuối cùng thì chúng ta sẽ phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho ba cái hóa đơn trên đó. Thế còn giả sử như thế này, hóa đơn thứ 2 của các bạn nó chỉ còn 30 triệu thôi và cái hóa đơn thứ 3 của chúng ta là 20 triệu, như vậy chúng ta đủ 100 triệu để xuất giảm trừ 10%. Thì hóa đơn thứ 3 các bạn sẽ xuất là số dương là 20 triệu, sau đó được giảm trừ 10 triệu cho ba hóa đơn liên tiếp. Và như vậy giá trị còn lại thanh toán của chúng ta là 10 triệu. Các bạn lưu ý có 3 trường hợp như thế các bạn nhé, đối với cả hóa đơn mà chúng ta liên quan đến hóa đơn về 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 chiết khấu thương mại. Lập hóa đơn đối với cả chiết khấu tiền mặt như thế nào? Các bạn lưu ý rằng đối với cả chiết khấu tiền mặt hay chúng ta gọi chiết khấu thanh toán thì hóa đơn xuất hoàn toàn bình thường, giá trị chiết khấu đấy không được giảm trừ vào giá trị doanh thu, do đó là không ảnh hưởng gì đến hóa đơn hết. Có nghĩa là các bạn bán bao nhiêu các bạn bán đúng bấy, các bạn xuất đúng bấy nhiêu. Thế còn cái tiền mà chúng ta được chiết khấu tiền mặt hoặc chiết khấu gọi là chiết khấu trả hàng sợ trả tiền sớm á thì sẽ được tính vào chi phí các bạn nhé, không được tính vào giảm trừ doanh thu. Làm thế nào để em phát hiện ra hóa đơn giả trong khi em kiểm tra chứng từ? Nói thật với cả các bạn là tôi cũng không chắc chắn là chúng ta có thể phát hiện ra được 100% hóa đơn giả.
Tuy nhiên là có một cái thông tin của chúng ta, hôm trước tôi cũng đã trao đổi với cả các bạn rồi, đấy là các bạn vào cái website là tra cứu hóa đơn.gdt.gov.vn á, thì trên đấy sẽ có tra cứu thông tin của các công ty, hóa đơn của các công ty, hóa đơn nào còn hiệu lực, hóa đơn nào hết hiệu lực, hóa đơn nào bỏ trốn, hóa đơn nào đang bị phong tỏa. Thì các bạn cứ nhập thông tin lên đấy, và nếu như nó vẫn còn hiệu lực, nó sẽ thông báo ở trên đó cho các bạn để chúng ta biết được là hóa đơn nào còn giá trị. Về việc nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai, nếu doanh nghiệp đã kê khai ở trụ sở chính nhưng mà lại quên không kê khai và nộp ở địa phương thì có sao không? Thì phạt hành chính các bạn nhé, nếu các bạn đã nộp thuế đầy đủ. Tuy nhiên đối với cả địa phương mà các bạn không kê khai thì các bạn sẽ phạt hành chính liên quan đến về việc là vi phạm về việc là kê khai thuế. Còn hai ba câu nữa nhưng nó liên quan đến cái phần, một số phần tôi đã chia sẻ trong cái livestream lần trước lần này rồi nên thôi tôi không nói nữa. Ok, như vậy là tôi đã trả lời một số các câu hỏi, vì có nhiều câu hỏi các bạn nó gần gần trùng nhau thì tôi đã ghép nó lại để chia sẻ vào chung trong một cái nội dung rồi. Thì đấy là những cái phần liên quan đến phần câu hỏi của livestream lần trước. Còn bây giờ thì cũng xin các bạn mấy phút để có thể chia sẻ về hai cái dự án đang sắp được triển khai. Dự án thứ nhất thì hôm trước tôi đã chia sẻ với cả các bạn, đấy là về là dạy học để gây quỹ từ thiện. Tức là cái mục tiêu của chương trình này đó là 80% học phí thu được sẽ hỗ trợ cho các bé ở vùng cao để có thể các em được đến trường. Và thứ hai là để có thể các em được có ngôi trường mới, bởi vì trường ở vùng cao thì rất là khó khăn. Thì nếu như mà chúng ta có điều kiện các bạn tham gia các khóa học này, 20% giá trị của khóa học sẽ để chi trả cho những cái hoạt động về hành chính, cơ sở vật chất, tài liệu, giảng bài vân vân. Còn toàn bộ tài liệu nhá, chứ không phần là phí giảng viên. Thế còn toàn bộ giảng viên tham gia chương trình này sẽ dạy miễn phí cho các bạn. Thì lần trước tôi đã dự định dạy cái khóa về chuyên gia thuế để có thể gây quỹ cho cái chương trình này. Tuy nhiên cũng xin rất là xin lỗi với cả các bạn là theo yêu cầu của rất nhiều bạn là muốn học là dồn chương trình là kết thúc trong vòng 1-2 tháng thì Hương không thể làm được, bởi vì là cái lịch công tác của Hương rất dày. Thế do đó chỉ có thể bố trí được là giảng được là 1 tháng được 2 buổi thôi. Và trong tình huống đấy thì có một số bạn là xin rút, bởi vì là học kéo dài quá đến 4 tháng liền thì các bạn không thể theo được. Thế thì và sau đấy thì mọi người có đưa ra một cái ý kiến mà Hương cũng thấy rằng cái đấy rất là hay. Đó là thay vì việc là giảm một cái chương trình quá dài như thế thì sẽ bẻ nhỏ nó ra thành những cái hội thảo mà chỉ một ngày thôi, và như vậy là cái số lượng các bạn tham gia sẽ được đông hơn. Và Hương sẽ vẫn đảm bảo là giảng cho mọi người đủ 5 ngày, nhưng mà sẽ trở thành là những cái buổi hội thảo nhỏ, và những buổi hội thảo đấy là sẽ cắt đoạn thành từng ngày một. Và như vậy ai có nhu cầu tham gia cả chương trình thì mọi người sẽ đăng ký cả 5 ngày đấy, và nếu không có nhu cầu tham gia cả chương trình thì các bạn sẽ đăng ký một cái ngày đấy thôi. Và Hương thấy ý tưởng đấy rất là hay. Thế do đó là thay đổi cái chương trình, cái khóa đầu tiên để cho cái chương trình dạy học để gây quỹ từ thiện không phải khóa chuyên gia thuế nữa mà sẽ là cái hội thảo thuế. Thì hội thảo thuế này liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, đang dự kiến là sẽ tổ chức là ngày 21 tháng 10 ở Hà Nội và ngày 18 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh, với mức phí tham dự là 800.000 cho một người một ngày. Và Hương sẽ giảng trực tiếp cho cái buổi đó, và cái nội dung ở đó đó sẽ là tối ưu thuế thu nhập doanh nghiệp, làm sao để cho chúng ta đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là ít nhất trên một cái thu nhập nhất định của các bạn nhưng không vi phạm pháp luật. Như vậy chúng ta làm sao để có thể giảm thiểu được thuế suất, giảm thiểu được cái doanh thu chịu thuế, tăng được cái chi phí hợp lý hợp lệ một cách nó có hiệu quả nhất để chúng ta đóng thuế thấp nhất. Và cái nội dung thứ hai đấy là hướng dẫn các bạn trong cái việc là xây dựng quy chế tài chính hiệu quả. Thì chúng ta biết rằng có rất nhiều thứ liên quan đến việc là xây dựng quy chế tài chính, nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc quyết toán thuế của các bạn, kể cả quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế cả giá trị gia, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì đối với cả hai cái nội dung đấy Hương nghĩ rằng cũng rất là thú vị. Nếu các bạn quan tâm thì đấy sẽ là cái buổi đầu tiên, cái nội dung đầu tiên liên quan đến khóa học về dạy học để gây quỹ từ thiện. Xin chia sẻ các bạn rằng toàn bộ chương trình dạy học để gây quỹ từ thiện này, cá nhân Hương và tất cả các anh chị tham gia trong cái chương trình này sẽ không lấy phí giảng dạy, và đơn vị tổ chức không lấy lãi, chỉ có 20% của toàn bộ khóa học sẽ là để chi trả cho vấn đề về phòng ốc, điện nước, tài liệu, tea break, gửi xe vân vân, thì liên quan đến những cái hành chính của lớp học mà thôi. Thì rất mong các bạn
có thể là tham gia được các nội dung chương trình đấy để chúng ta tạo được một cái nguồn quỹ cho các bé ở vùng cao có thể được đến trường giống như các bao trẻ ở vùng đồng bằng của chúng ta hiện giờ cũng điều kiện cũng được đầy đủ hơn so với cả các em bé vùng cao. Và một cái chương trình nữa, thực ra cái này thì Hương cũng đã có manh nha ý tưởng từ rất lâu rồi. Thế nhưng cũng phải đến gần đây và khi trao đổi, mấy ngày gần đây thì đã trao đổi với rất nhiều các anh chị và mọi người rất là hào hứng tham gia cái chương trình này. Hương tạm gọi tên cũng chưa thực sự là chuẩn lắm, nhưng tạm gọi chương trình là chương trình cộng đồng nâng tầm kế toán Việt. Vậy tại sao gọi là chương trình cộng đồng? Bởi vì chương trình này sẽ có cái mức phí tham gia cực kỳ thấp, chỉ bằng 20% so với cả chi phí của khóa học thông thường. Có nghĩa là đối với cả một cái khóa học giả sử là 5 triệu thì chi phí tham gia của khóa này chỉ là 1 triệu. Vậy đối tượng là ai? Đối tượng tham gia cái khóa học này sẽ là các bạn, đặc biệt là ưu tiên cho các bạn sinh viên và các bạn đã đi làm rồi nhưng cái điều kiện kinh tế là còn khó khăn, rất là muốn học hỏi để nâng cao kiến thức của mình nhưng không thể tham gia được cái khóa học đầy đủ với một cái mức chi phí cao, thì ở đây sẽ là cái chương trình để hỗ trợ toàn bộ cho tất cả các bạn đó. Và chương trình này là chương trình không có lãi, 20% theo giá công khai thông thường là để bù vào những cái chi phí hành chính của lớp học, như chương trình kia là chi phí phòng ốc rồi là chi phí về tài liệu vân vân. Toàn bộ giảng viên tham gia chương trình này sẽ không lấy phí giảng dạy. Còn trong trường hợp mà có một số giảng viên mà lấy phí giảng dạy thì sẽ được bù từ cái nguồn khác sang chứ không thu phí của học viên. Do đó thì Hương nghĩ rằng cái chương trình này cũng sẽ có nhiều bạn quan tâm để tham gia, thì cũng trong trường hợp mà không quá đông thì tất cả các bạn đăng ký chúng ta sẽ tham gia các lớp học. Còn trong trường hợp nếu đông quá thì chắc là sẽ có những cái tiêu chí để xét để ưu tiên cho các bạn có điều kiện khó khăn hơn để các bạn sẽ tham gia các khóa học trước. Thì ở đây tất cả các khóa học liên quan, bao gồm cả các khóa học về ngắn hạn về tài chính, kế toán, kiểm toán và các khóa học quốc tế liên quan đến chương trình ACCA, ICAW. Và có một thông tin vô cùng nóng hổi, đó là Hương vừa mới trao đổi xong đối với cả trưởng đại diện ICAW ở Việt Nam, là ngoài cái việc các bạn biết là đối với cả những bạn mà tham gia các chương trình quốc tế thì ngoài cái tiền học phí các bạn sẽ phải đóng cả tiền lệ phí thi, và cái giá trị lệ phí thi trong một cái chương trình nó lên đến là mấy chục triệu, vài chục triệu. Thì cũng xin chia sẻ với cả các bạn đã trao đổi và đã gọi là xin được phía ICAW Việt Nam để hỗ trợ 10 suất miễn toàn bộ tất cả các lệ phí cho các bạn tham gia chương trình sư phạm của chương trình ICAW. Và như vậy để các bạn học chương trình này, chúng ta chỉ có đóng cái lệ phí là, xin lỗi các bạn, phụ phí là bằng 20% so với cả cái giá học phí thông thường. Và trong tình huống đấy thì tôi nghĩ rằng các bạn có được một cái bằng quốc tế đó với một cái chi phí vô cùng thấp. Và chỉ chương trình này chắc chắn là sẽ phải có xét tuyển các bạn ạ, bởi vì là cái điều kiện này là cái điều kiện của cái bên mà họ hỗ trợ cho toàn bộ cái lệ phí để tham gia. Thì cụ thể thông tin chi tiết thì Hương nghĩ rằng trong vài ba ngày tới sẽ được cập nhật ở trên Facebook của Hương và cập nhật ở trên Facebook của Vietsoft Sinh, là đơn vị đứng ra tổ chức và đầu mối của việc tổ chức tất cả các hoạt động này. Thì các bạn tham gia thì chúng ta theo dõi. Thế còn tất cả các bạn mà chúng ta quan tâm đến hai cái chương trình thiện nguyện vùng cao, dạy học để gây quỹ từ thiện, và cái chương trình dành cho các bạn có điều kiện kinh tế hơi khó khăn là chương trình nâng tầm kế toán Việt, thì các bạn có thể nhập cái thông tin của các bạn và cái đường link mà Hương đã đính kèm ở ghim cái phần comment của Hương á, thì khi mà các bạn nhập thông tin vào đấy và Hương sẽ chuyển thông tin cho các bạn liên quan để các bạn để tổng hợp thông tin, và nếu như có cần phải đánh giá hoặc xét tuyển gì đấy sẽ gửi thông tin đến cho các bạn nhé. Và Hương hy vọng rằng với cả cái dự án nâng tầm kế toán Việt thì sẽ có rất nhiều kế toán giỏi của chúng ta sẽ có thể có điều kiện để ngang tầm với quốc tế khi chúng ta đạt được những cái chương trình có chất lượng quốc tế và những cái chương trình có chứng chỉ quốc tế. Thì có một ngày không xa thì cái ngành kế toán kiểm toán của Việt Nam cũng sẽ không thua kém gì đối với cả những cái nước trên toàn thế giới. Và Hương cũng xin bật mí các bạn rằng toàn bộ tất cả các anh chị sẽ tham gia cái chương trình giảng dạy của chương trình đào tạo dạy học để gây quỹ từ thiện và chương trình nâng tầm kế toán Việt này đều là những người gọi là chuyên gia có trình độ cao và đã đạt tiêu chuẩn để đào tạo chương trình quốc tế như ACCA và ICAW. Thì đó là một số các thông tin Hương xin phép được chia sẻ với cả các bạn liên quan đến cái nội dung về hóa đơn
và liên quan đến cái dự án mà Hương cũng là một cái thành viên trong cái chương trình tham gia, và hy vọng rằng những cái thông tin đấy sẽ có thể có những cái hữu ích cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và bây giờ thì Hương xin phép là chuyển qua vào cái phần hỏi đáp đối với cả các bạn. Có những cái câu hỏi. Thôi chết rồi, nó lại bị tình trạng đúng như lần trước là nó lại chỉ hiện có 4 cái phần comment thôi. Hương không biết làm nào để cho cái live của Hương nó có thể hiện ra được tất cả các phần comment của mọi người nhỉ. Không hiện được các bạn ạ. Các bạn ơi, ai mà có câu hỏi, các bạn nhập lại câu hỏi giúp cho Hương cái. Ok, câu hỏi, một câu hỏi Hương nhìn thấy ở đây bạn mới nhập vào, đó là thơ, một cái câu hỏi của bạn nó dài dằng dặc như thế này. Bây giờ mà Hương đọc thì nó rất lâu, nên Hương phép một cái câu hỏi của bạn Hiền Lê nó dài lòng ngoằng, nay Hương sẽ trả lời riêng cho bạn nhé. Hoặc là Hương sẽ trả lời vào cái phần comment ở đây chứ nó dài quá. Câu hỏi thứ hai: chị cho em hỏi các hóa đơn mua sắm tài sản cố định là máy tính 90 triệu là hóa đơn của bên Trung Quốc thì có phải là chi phí hợp lý hợp lệ và được khấu trừ không? Cả hóa đơn vé máy bay của chủ tịch hội đồng quản trị của nhà cung cấp cũng là Trung Quốc nữa chị ạ. Thì thực ra các bạn nhập hàng hóa và mua hàng hóa dịch vụ của nước ngoài là chuyện rất bình thường. Và đương nhiên khi các bạn mua như thế thì hóa đơn nó phải là của nước ngoài rồi. Thì trong tình huống đấy chúng ta sẽ phải có đầy đủ tất cả các thông tin về hợp đồng chuyển khoản. Thì lúc đấy chúng ta sẽ được xác nhận đấy là các chi phí hợp lý hợp lệ các bạn nhé. Hương xin lỗi là không thể nhìn, tại vì nó chỉ hiện có 4 cái comment một lần thôi, nên Hương không thể nhìn được những cái phần câu hỏi mà nếu mà các bạn đã nhập trước rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ thống nhất như thế này nhé. Các phần câu hỏi của các bạn Hương sẽ lại trả lời vào cái buổi livestream lần sau được không các bạn? Và Hương sẽ nghĩ cái chủ đề livestream tiếp theo và sẽ cố gắng duy trì là ví dụ một tháng được 2 buổi để chia sẻ dành cho các bạn các thông tin. Và có thể không chỉ liên quan đến thuế, có thể cái buổi live sau nó có thể liên quan đến kế toán, có thể liên quan đến kiểm toán, hay thậm chí lên kỹ năng chẳng hạn. Thì Hương sẽ tư duy một chút xíu và sau đấy sẽ thông báo trên Facebook cho các bạn về cái buổi livestream tiếp theo. Thì bây giờ thực ra là cũng hết một tiếng đồng hồ rồi. Hương rất là cảm ơn các bạn đã dành tình thương mến và chú ý lắng nghe cái phần chia sẻ của Hương. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và có một giấc ngủ ngon. Ngày mai hoặc làm việc thật là hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.